Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến. Thì tôi là người sáng lập ra trường đào tạo kinh doanh thực tế nghĩ khác.com. Và hiện tại thì hầu hết các học viên bất động sản tại Việt Nam thường biết đến tôi như là một chuyên gia số 1 trong lĩnh vực bất động sản và được trả phí cao nhất Việt Nam. Tôi có hơn 7 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đầu tư bất động sản. Và cá nhân tôi đã hướng dẫn cho trên 1.200 học viên từ 35 tỉnh thành đã học bất động sản và kiếm được tiền trong cái lĩnh vực bất động sản ở trường đào tạo của chúng tôi. Một số hoạt động mà tôi đã làm trong cái lĩnh vực bất động sản, ví dụ như thứ nhất là chúng tôi mua nhà, sửa rồi bán tại hầu hết các quận huyện tại Hà Nội, ví dụ như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Trì, Cầu Giấy, vân vân. Cái hoạt động thứ hai mà chúng tôi làm đấy là thầu các cái tòa nhà rồi cho thuê lại. Thì chúng tôi có quản lý cho thuê trên 500 cái căn hộ phòng ở tại thị trường Hà Nội. Và cái hoạt động thứ ba đấy chính là tôi đầu tư vendo. Thì chúng tôi có mua đất phân lô xây rồi bán, hoặc là mua đất phân lô rồi bán. Thì cá nhân tôi cũng sở hữu trên 10 cái bất động sản diện tích từ 100m² cho đến trên 1.000m². Ngoài ra thì tôi cũng là một chuyên gia bất động sản uy tín mà đã xuất hiện trên ví dụ như một số kênh truyền hình, ví dụ như VITV, VTC10, Net Việt. Và mọi người thường biết đến tôi không chỉ là một chuyên gia bất động sản mà tôi còn hướng dẫn cho rất là nhiều người khác khởi nghiệp và phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Cá nhân tôi cũng là người đồng sở hữu và sáng lập ra thương hiệu thời trang babyday.com. Thế thì những cái kinh nghiệm của tôi cho rằng là nó còn không quan trọng bằng cái việc là liệu tôi sẽ giúp được gì cho các bạn. Và ở trong cái bài học này, tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bạn một số cái chiến lược mà tôi đã áp dụng và thành công. Và các bạn cũng có thể sẽ học để mà kiếm được tiền, hoặc là mình tiết kiệm tiền cho cái việc kinh doanh của mình. Và trong cái buổi học này, trong cái phần học này, thì tôi sẽ nói về những cái lợi ích mà các bạn sẽ nhận được. Lợi ích đầu tiên, ví dụ bạn đang phải đi thuê nhà để ở hoặc thuê nhà để làm văn phòng, cửa hàng, thì bạn sẽ biết cách là làm thế nào để mình đi thuê mà mình không bị mất tiền. Thuê cửa hàng không mất tiền, thuê ở không mất tiền, thuê văn phòng không mất tiền, hoặc là mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền khi mình sử dụng những cái chiến lược này. Cái lợi ích thứ hai, ví dụ nếu bạn đang cần bán hoặc cho thuê cái tài sản của mình, bạn sẽ biết cách là làm thế nào để mình bán và cho thuê cái tài sản của mình nó nhanh hơn và được giá hơn. Cái lợi ích thứ ba đấy là giả sử nếu như bạn đang cần đi mua, thuê để ở, để kinh doanh hoặc để đầu tư, bạn sẽ biết cách là làm thế nào mình mua hoặc là thuê được cái giá rẻ, và mình sẽ tránh được mọi cái rủi ro, ví dụ quy hoạch, pháp lý, tranh chấp. Ở trong cái bất động sản có rất là nhiều những cái rủi ro mà mỗi khi mà bạn gặp rủi ro bạn sẽ bị mất tiền. Cái lợi ích thứ tư mà các bạn sẽ được học đấy là ví dụ như là mình đang chỉ có thu nhập từ 3 triệu, 5 triệu hoặc là 10 triệu trở lên, thì câu hỏi là như thế này: làm thế nào để mà mình có thể bắt đầu tham gia được vào cái thị trường bất động sản? Làm thế nào để mình có thể bắt đầu đầu tư được trong cái lĩnh vực bất động sản? Đấy là cái lợi ích thứ tư mà chúng ta sẽ được học. Và cái lợi ích thứ năm mà các bạn sẽ được học, ví dụ như là bạn đang có một cái tài sản mà cái giá trị của cái tài sản đấy nó từ 2 tỷ, 3 tỷ trở lên, Nhưng cái vấn đề là mình lại không có cái thu nhập, hoặc là cái thu nhập của mình nó còn quá thấp, thì câu hỏi là như này: làm thế nào để mà mình vừa có cái chỗ ở, vừa có cái thu nhập tiền đều đặn chảy vào túi mình hàng tháng? Thì bạn sẽ biết cách tiến hành cái việc đó. Và cái lợi ích thứ sáu mà bạn sẽ được học đấy là nếu như mà bạn đang có tiền, số tiền là từ 100 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, thì câu hỏi là như thế này: mình sẽ làm thế nào để mà đầu tư vừa an toàn lại vừa có cái tỷ suất lợi nhuận cao? Và cái lợi ích thứ bảy mà các bạn sẽ được học đấy chính là giả sử mình muốn trở thành một nhà đầu tư, một cái chuyên gia môi giới, một chuyên gia về định giá xuất sắc, thì cái chiến lược đúng đắn của mình sẽ là gì? Bạn sẽ biết cách học về cái điều đó. Và bây giờ tôi sẽ nói với các bạn về hai cái sự khác biệt chính
mà thường chúng tôi đào tạo và hướng dẫn cho cái học viên của mình. Sự khác biệt đầu tiên, đấy là chúng tôi là những người đào tạo thực tế và bạn sẽ được học những cái kinh nghiệm vô cùng thực tế. Chúng tôi dạy đến đâu, chúng tôi sẽ sâu cái hình ảnh thực tế ra đến đấy, bởi vì chúng tôi là những người mà chúng tôi sẽ làm thật. Thứ hai là chúng tôi có hàng trăm những cái bằng chứng học viên đã thành công và các bạn có thể xem được ở trên cái website là nghĩkhác.com. Và cuối cùng là có thể là bạn sẽ rất là thích thú và cảm thấy vô cùng hài lòng khi mà mình tham dự cái lớp học này. Hãy đăng ký tham dự lớp học ngay bây giờ và hẹn gặp lại tại lớp học.